Rồi, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại các bạn ở video tiếp theo ngày hôm nay của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những cái mẹo hay, thủ thuật ở trên TikTok. Rồi, những bạn nào mà chưa biết cách tạo những cái danh sách phát ở trên cái TikTok để cho những cái người dùng, người xem tìm kiếm những cái video, các cái chủ đề của các bạn dễ hơn, thì các bạn hãy xem video này. Và mục đích cái tạo danh sách phát là gì thì mình cũng sẽ nói luôn ở đoạn sau video của mình nhé. Rồi, các bạn quan tâm đến cái cách này thì các bạn hãy theo dõi. Và nếu thấy video của mình hữu ích, các bạn nhớ cho mình một nút đăng ký và nút like nhé. Các bạn bớt ra 1-2 giây, các bạn chỉ việc click vào một cái là xong. Điều đó sẽ giúp cho mình có nhiều động lực để ra những video mới nhé. Còn bây giờ thì mình cùng các bạn đi vào video hướng dẫn chi tiết nhé. Và hôm nay cũng là ngày 24 tháng 12 rồi, ngày mai sẽ là ngày 25 tháng 12, cũng là ngày lễ Giáng sinh. Thì mình cũng xin chúc cho tất cả những cái bạn fan kênh của mình, cũng như các bạn đang theo dõi và ủng hộ mình, và tất cả những người xem kênh của mình có một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành bên gia đình và người thân. Và các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Rồi, ok. Thì trước tiên mình cũng sẽ nói cho các bạn sơ qua về cái công dụng cũng như là những cái tính năng của việc tạo danh sách phát ở trên điện thoại của các bạn nhé. Đó, việc tạo danh sách phát của các bạn ấy thì nó sẽ giúp cho các bạn là mình lấy ví dụ như có một người khác, một người lạ, một người khán giả vào xem cái tài khoản của các bạn nhé. Vào xem tài khoản của các bạn, người ta thấy cái video của các bạn hay đó, và người ta truy cập vào trang cá nhân của các bạn. Đó, truy cập vào trang cá nhân của các bạn. Và để hiểu, để tìm những cái chủ đề khác nhau, những cái hướng dẫn khác nhau, hoặc là những cái về nội dung khác nhau, người ta sẽ nhìn thấy cái danh sách phát của bạn, người ta sẽ vào, người ta sẽ vào trực tiếp cái nội dung đó. Đó, cái người ta xem đây nhá, chẳng hạn như người đó vào xem cái video kênh của mình chẳng hạn. Đó, mình làm về một cái hướng dẫn về Facebook đó, và các bạn, cái người đó, người khán giả đó quan tâm về những cái mẹo về Facebook, thì người đó sẽ vào trực tiếp cái trang cá nhân của mình để tìm những cái video liên quan đến Facebook. Thì sẵn những cái video đó thì mình đã tạo thành một cái danh sách phát ở trên kênh rồi, và có cái danh sách phát là hướng dẫn về Facebook đó, hoặc là hướng dẫn về TikTok, hướng dẫn về rất nhiều Instagram đó, vân vân. Thì những cái người khán giả đó chỉ việc chạm vào thôi là tìm được những cái video về chủ đề đó rồi đó, và giúp cho tăng cái lượt view hoặc là tăng cái hiệu quả để cho khán giả tìm đến cái video đó dễ hơn đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nhé. Thì để mà tạo được cái danh sách phát ở trên TikTok ấy, thì các bạn đầu tiên có hai cách. Cách đầu tiên, các bạn sẽ vào cho mình cái phần là dấu ba gạch ở trên đầu này, ok nhá, dấu ba gạch trên đầu này, và nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái giao diện cài đặt và quyền riêng tư này, và các bạn sẽ nhìn đến cho mình là cái phần công cụ dành cho tác giả nhá. Đây, các bạn chọn vào cho mình đó, thì nó sẽ xuất hiện cái phần là danh sách phát nhá. Đấy, công cụ dành cho tác giả, nó sẽ thấy phần là danh sách phát cho các bạn này đó, các bạn nhìn chưa. Và các bạn ở đây thì các bạn sẽ click trực tiếp vào cái phần danh sách phát đó. Đây, mình sẽ, đây, các bạn sẽ click trực tiếp vào cái phần danh sách phát đó. Và đây sẽ là cái phần là tạo danh sách phát. Và đây sẽ là clear playlist này, đó là tạo danh sách phát. Nó sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 bước nhé. Bước đầu tiên là đặt tên cho danh sách phát của bạn. Bước thứ hai là thêm video vào danh sách phát. Và bước thứ ba là quyết định thứ tự các video của bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ, mình sẽ tạo cho các bạn một cái danh sách phát và đơn giản như sau nhé. Để tạo thì các bạn sẽ nhấn vào phần là bắt đầu tạo cho mình nhé. Đấy, bắt đầu tạo này. Và đầu tiên, bước đầu tiên là đặt tên cho danh sách phát. Đây, mình ví dụ như mình sẽ đặt tên cho cái danh sách phát này là mẹo hay chẳng hạn. Đây, mình chọn là mẹo hay nhé. Đấy, mẹo hay. Sau khi các bạn chọn cái phần là mẹo hay xong, các bạn chọn tiếp cho mình. Đó, chọn tiếp cho mình. Ở đây nó sẽ dẫn đến tất cả những cái video ở trên kênh của các bạn. Đây, ví dụ mình sẽ chọn là cái này chẳng hạn, video này, và các bạn chọn tiếp này. Đó, và sau khi các bạn chọn cái video đó vào trong danh sách phát xong, thì các bạn sẽ chọn là tạo danh sách phát cho mình nhá. Đây, các bạn chọn là tạo danh sách phát. Ok, tạo danh sách phát.
Đó. Và ngay lập tức cái danh sách phát này, ở phần mẹo hay các bạn nhìn chưa? Ở phần mẹo hay này. Đó, nó sẽ có trong cái phần là cái video đó ở trong phần mẹo hay. Đấy. Nên là tất cả những cái video về mẹo hay các bạn sẽ cho vào cái danh sách phát này. Ok chưa? Đó, đấy là cái cách các bạn tạo đầu tiên ở trên vào cái phần cách tạo danh sách phát đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo danh sách phát thứ hai nhé. Đấy, cách tạo danh sách phát thứ hai. Rồi cách tạo danh sách phát thứ hai thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ nhìn vào cái phần là đây, các bạn nhìn vào cái phần là giao diện hồ sơ của bạn nhé. Các bạn nhìn vào cái phần giao diện này, nó sẽ có cái phần là sắp xếp các video vào danh sách phát. Các bạn sẽ click vào ở ngay ngoài giao diện thôi. Đó. Thì ngay lập tức nó cũng chuyển cho các bạn đến cái phần là tạo danh sách phát. Đó, nó cũng giống hệt trong các cái bước ở trong cái phần các bạn vào trong phần cài đặt. Đó, thì bây giờ các bạn cũng chọn cho mình là bắt đầu tạo nhé. Đó, các bạn chọn cho mình là bắt đầu tạo. Ok, bắt đầu tạo này. Rồi, đặt tên cho danh sách phát. Mình sẽ đặt tên cho cái danh sách phát này là Facebook chẳng hạn. Mẹo Facebook, mẹo hay Facebook nhé. Đó, mẹo hay Facebook. Ok. Và các bạn đợi nó hiển thị tiếp lên là xong nhé. Đến bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp này. Đó, giống hệt cái bước kia thôi. Đấy, đây và các bạn chọn cái video này. Đó, các bạn chọn video này. Để mình trở lại một chút nhé. Đây, các bạn chọn video này. Các bạn tích trên này. Đó, các bạn ok. Đó, vậy là nó sẽ hiển thị cho các bạn là sắp xếp lại này. Ở đây thì nó sẽ có một video này. Đấy, có một video thôi. Nếu mà có nhiều video chẳng hạn, nhiều video thì các bạn sẽ sắp xếp theo cái thứ tự. Ví dụ các bạn muốn video này trên đầu, video tiếp theo ở thứ hai, các bạn chọn cho mình nhé. Và các bạn chọn cho mình là tạo danh sách phát. Đó, tạo danh sách phát xong. Đó thì cái video này sẽ được đưa vào cái vị phần danh sách phát là mẹo hay cho Facebook. Đấy, thì tất cả những cái video liên quan đến Facebook các bạn sẽ cho vào danh sách phát này. Ok chưa? Rồi, thì việc tạo cái danh sách phát này mình cũng nhắc lại một lần nữa là giúp cho người xem kênh của các bạn hoặc là những cái người tìm kiếm dễ tìm kiếm những cái nội dung chủ đề mà các bạn hướng dẫn ở trên kênh của các bạn, nó thuận lợi hơn. Đấy, thì nếu bạn nào mà chưa biết cái danh sách phát này, cách tạo danh sách phát này, các bạn có thể tham khảo theo cái hướng dẫn của mình nhé. Rồi, còn một vấn đề nữa là đối với trường hợp mà các bạn bạn nào ấy mà vào cái phần là công cụ dành cho tác giả này mà không có phần danh sách phát thì các bạn hãy kiểm tra, các bạn hãy ra ngoài những cái cửa hàng ứng dụng, các bạn kiểm tra xem TikTok của các bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất chưa nhá. Đấy, trường hợp các bạn chưa cập nhật thì các bạn hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất và các bạn sẽ vào lại cái phần phần này, các bạn kiểm tra lại cho mình là xem đã có phần danh sách phát chưa. Ok chưa? Và tiếp theo các bạn đã cập nhật rồi ấy, mà các bạn vào mà nó vẫn không có phần danh sách phát ở trên tài khoản này thì các bạn thông cảm, các bạn vui lòng, các bạn đợi nhá, các bạn đợi nó cập nhật cho các bạn thôi, không còn cách nào khác cả. Nó thì cái tính năng này ấy, thì TikTok sẽ cập nhật ở trên từng tài khoản chứ không phải là tài khoản nào cũng có cái tính năng này. Các bạn theo các bước của mình, nếu có thì các bạn hãy tạo danh sách phát đúng như mình hướng dẫn nhá. Rồi, chúc các bạn thành công và xin chào các bạn. Rồi ok, thì mình cũng đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách làm sao để các bạn tạo được cái danh sách phát ở trên TikTok cũng như là các cái điều kiện để mà các bạn cái tài khoản TikTok của các bạn có được một cái danh sách phát ưng ý để cho người dùng, người xem dễ tìm những cái video của các bạn hơn. Đó thì qua cái video này thì nếu các bạn thấy video hữu ích mà các bạn thực hiện thành công thì các bạn cho mình nhớ ủng hộ mình, like và đăng ký kênh và chia sẻ cho những cái người mà các bạn người thân bạn bè chưa biết đến cái cách này để mọi người được biết nhé. Và bạn nào vừa mới ghé kênh cũng như là xem kênh của mình lần đầu tiên, các bạn nhớ bấm đăng ký và ủng hộ mình bằng cách các bạn thêm hình bấm hình quả chuông để nhận những cái thông báo mới nhất nhé. Nếu các bạn không bấm hình thông báo thì không bấm hình quả chuông thì sẽ không nhận được những cái thông báo mới nhất của kênh mình. Và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn và có bất kỳ những câu hỏi nào hoặc là những yêu cầu về làm hướng dẫn về chủ đề nào, các bạn hãy comment phía dưới phần video nhé.
và có những thắc mắc nào các bạn cũng bịch để luôn dưới phần bình luận của mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của mình nhé.